đây là ngã tư sở à, không phải chỉ bây giờ mà từ lâu rồi nút giao này luôn là nút giao đông đúc bậc nhất của thủ đô hà nội khi đường nhỏ thì nó đã tắt và khi đường to đẹp khang trang hơn nó lại càng tắc hơn bởi lưu lượng phương tiện nhất là ô tô ngày một tăng thêm tạo áp lực rất lớn cho cái nút giao này à, ngã tư sở tỏa lạc ngay cửa ngõ phía tây nam của Hà Nội Nơi mà tuyến đường Nguyễn Trãi đưa một lượng người khổng lồ từ mạng Hà Đông vào trung tâm Nơi mà tuyến đường Vành Đai 2 gom người từ cầu giấy ở phía bắc và Long Biên từ phía đông dồn về à, Tắc và ồn cứng là những từ quen thuộc vào hiểu hầu hết các giờ cao điểm nếu bạn nghe VV giao thông hàng ngày à, Khi nâng cấp đường Nguyễn Trãi, rồi đường Trường Trinh, đường Láng ngã tư này cũng đã được đầu tư theo khá là đồng bộ. Như xây cái cầu vượt trực thông hướng tâm từ Nguyễn Trãi đi à, Tây Sơn à, vào năm 2005 đến 2006. sáu à, với kết cấu cầu dây văng một mặt phẳng được cho là điểm nhấn kiến trúc thời bây giờ. À, tiếp tục hoàn thành hầm đi bộ dài 500 m với 12 cửa lên xuống xuyên qua ngã tư vào năm 2007. À tuy nhiên chỉ có vậy thì là quá đơn giản trong nút giao có mật độ lưu thông cực lớn như ngã tư Sở. việc thông xe đường vành đai 2 trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở rồi kế tiếp là Hà Nội sẽ đầu tư tiếp cái đoạn vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở đến cầu giấy thì cũng không làm giảm được cảnh ùn tắc là bao nhiêu mà có khi còn làm tình hình cho nên trầm trọng hơn bởi mấy lý do sau. Thứ nhất, với giao thông trên Đường trên cao, lực ô tô đi thẳng qua ngã tư Sở cơ bản được giải phóng. À, tuy nhiên, dòng xe từ đường trên cao đi xuống ngã tư này để rẽ trái và phải sẽ bị ùn lại bởi đèn tín hiệu giao thông. À, tốc độ lưu thông rất nhanh trên đường trên cao, chỉ mất tầm gần 4 phút để di chuyển từ cầu Vĩnh Tuy hoặc từ cầu giấy đến ngã tư Sở. Thì việc giờ cao điểm bị ùn ở lối dẫn xuống là không thể tránh khỏi dòng xe này có thể bị ùn dài không những ở phần đường dốc mà còn có thể kéo dài trên cả phần đường trên cao với chỉ có hai làn mỗi bên nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới làn đi thẳng gây ùn tắc ngay ở trên cao thứ hai với giao thông ở phía dưới với tuyến đường cửa ngõ vào nội đô với nhiều các phương tiện hỗn hợp gom được các phố dồn về xét tới dòng xe ô tô muốn lên đường trên cao qua ngã tư sở từ tuyến đường trường trinh với các nhanh nhánh vào như nguyễn lân hà kế tấn lê trọng tấn tôn thất tùng cổ chính lan vương thừa vũ khương thượng à, tuyến đường láng với các nhánh nhẽ vào lê văn lương lãng hạ quan nhân yên lãng tuyến nguyễn trãi và uh, tây sơn tất cả phải đi chung với rất nhiều loại phương tiện đô thị khác chờ nhịp đèn ở ngã tư sở để lên đường trên cao thì chắc chắn nút ngã tư này sẽ bị tắc cục bộ nhất là vào các giờ cao điểm với nguồn lực tài chính hạn chế như hiện nay, nhiều khả năng Hà Nội chỉ có thể đầu tư đoạn vành 2 trên cao nối tiếp với đầu Trường Trinh, vượt qua các cầu vượt ngã tư Sở, đường sắt Cát Linh Hà Đông tại Ga Láng, vượt qua cầu vượt Lê Văn Lương Lăng Hạ, qua cầu vượt Trần Duy Hưng Nguyễn Chí Thanh, đi xuống chân cầu vượt Cầu Giấy. Bố trí đường dẫn lên hai lên xuống ở hai đầu và đoạn giữa tại nút giao Trần Duy Hưng Nguyễn Chí Thanh. Và người dân thủ đô sẽ phải chấp nhận việc ổn tắc này trong một thời gian dài nữa. ở à, nhà vui đã làm rõ cái tuyến này ở cái số trước, à, mọi người có thể xem lại nếu chưa có thời gian để xem. À, vậy có thể hóa giải cái nút giao này được không? ở số này chúng ta sẽ thảo luận để tìm ra ra một giải pháp cho cái ca cực khó này. À, với việc có một hệ thống đường hầm cho người đi bộ và xe thô sơ ngay ở dưới nút giao nên nếu chọn giải pháp làm đường hầm trực thông hướng láng Trường Trinh thì phải làm hầm sâu hơn hầm đi bộ hiện tại như thế không phải là giải pháp tối ưu về mặt kinh tế cũng như về mặt kỹ thuật nên ít có khả năng này à, nói thêm về cái hệ thống hầm này à, từ ngày đưa vào hoạt động à, thực tế nhu cầu sử dụng hầm của người dân là rất ít chủ yếu là phải dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa còn hoạt động sang đường thì vẫn băng qua đường theo thói quen vì rút ngắn được thời gian ở đây là một cái thói quen không tốt và ảnh hưởng rất lớn đến an toàn giao thông à, tuy nhiên hệ thống hầm này cũng như với hệ thống hầm sang đường hiện có của Hà Nội ở đường vành đáy 3 đường 32 là rất hiện đại và khang trang sẽ vô cùng hữu ích trong các tình huống trú ẩn khẩn cấp của thiên tai hay xảy ra chiến tranh Điều này bình thường không ai nghĩ đến vì nó có thể chứa được rất nhiều người trong cùng một thời điểm. Giải pháp làm đường hầm sẽ rất phù hợp với nút giao vành đai 2 với đường giải phóng, tương tự với nút giao đã có ở vành đai 3 giao với đường muốn chạy. À vậy ta phải tìm được giải pháp để tất cả các hướng lưu thông của ô tô lên xuống đường vành đai 2 trên cao từ bốn hướng khi qua ngã tư sở không phải dừng đèn chờ tín hiệu. À, đèn tín hiệu sẽ cho một cái lưu lượng xe hỗn hợp di chuyển ở trên mặt đất theo các hướng mà thôi. Hãy nhìn vào mặt bằng của ngã tư sở. Đây là một ngã tư lớn mà có hai tuyến giao nhau ở một góc xéo không vuông. Phía đường láng còn bẻ khúc cong ngay sau ngã tư do tuyến này bám theo bờ sông Tô Lịch. Một giải pháp được cho là khá hoàn hảo phù hợp nhất cho cái nút giao này đó là tạo một cái nút giao thông lập thể 4 tầng tại ngã tư sở với quỹ ước như sau tầng 1 là tuyến đường trên mặt đất hiện có 4 tuyến đường trường trinh láng nguyễn trãi và tây sơn tuyến này vẫn sử dụng đèn tín hiệu giao thông do đồng mức tầng 2 là tầng cầu vượt trực thông đã có ở trục nguyễn trãi tây sơn tuyến này không có đèn tín hiệu cho phép xe cơ giới lưu thông tầng 3 là một bùng binh lớn dạng elip để phù hợp với kiểu ngã tư chéo. Nếu ngã tư vuông thì bụng binh hình tròn sẽ là phù hợp hơn. Cấu tạo của bụng binh này chính là mấu chốt chính của vấn đề. Hệ thống cột đỡ bụng binh sẽ được bố trí tại các vị trí không ảnh hưởng tới hệ thống ngầm hiện có. À, việc này về giải pháp kỹ thuật là khả thi. Mặt cắt ngang bụng binh phải đủ rộng để bố trí được ít nhất 3 làn đường. Từ bụng binh này đều có lối lên xuống Tầng 1 ở tất cả bốn hướng và với lối lên xuống đường vành đai 2 trên cao. Tầng này chỉ cho phép ô tô lưu thông không đèn tín hiệu và tốc độ phương tiện hạn chế chỉ từ 30 đến 50 km/h. Ở trên hình là cái phần đường màu đỏ. Ở tất cả ô tô qua nút giao nên ưu tiên đi lên bục binh ở tầng 3 này. Nếu gọi các hướng Trường Trinh, Láng, Nguyễn Trãi, Tây Sơn tương ứng là các hướng 1, 2, 3, 4 Ta nhận thấy là việc di chuyển giữa các hướng qua vùng binh này rất dễ dàng, nhịp nhàng và hoàn toàn không phải dừng ở bất cứ điểm nào ở Tầng 4 là tuyến đường bảy 2 trên cao vượt từ Trường Trinh qua Láng Có cấu tạo và độ cao như đoạn bảy đê 2 qua cái nút giao ở đường giải phóng Hiện là đang cao tới 28 m Trên hình là tuyến đường màu vàng Ô tô đi thẳng qua cái nút này không dừng và đồng tốc với đường tiến cao hiện đang được cho phép tối đa với tốc độ 80 km/h. À, nút giao trên cao dạng bùng binh thì Hà Nội cũng đã có cái nút giao ở cầu Trương Dương, à, nút giao Ngã ba Huế ở Quảng Nam và nút giao Ngọc Hội ở Khánh Hòa. Mọi người có thể à, tham khảo để dễ hình dung hơn. À, tuy nhiên các nút này thì đơn giản hơn rất nhiều so với trường hợp nút giao ở ngã tư sở nếu nó được chọn. Giải pháp này cũng có một hạn chế là khi lưu lượng xe ô tô quá lớn qua nút giao có thể sẽ dẫn tới xung đột ở các cái nhánh rẽ đồng mức ngay trong vòng xuyến. À, tình huống này sẽ được hóa giải bằng cách cho các xe có thể di chuyển xuống tầng 1 để lưu thông và giảm tải cho tầng 3. À, với tốc độ giảm và vòng xuyến đủ lớn ở trên sơ đồ các bạn đang xem thì đường kính bùng binh của elip là 145 và 235 m với phương tiện ô tô lưu thông trong nội đô thì hoàn toàn chấp nhận được và rất là khả thi để khắc phục các cái nhánh rẽ của tầng 3 khác mức thì có thể tham khảo cái nút giao vành đai 3 với cao tốc Hà Nội Hải Phòng tuy nhiên cái quỹ đất ở ngã cơ sở là không đủ rộng nên phương án này thực tế là rất ít khả thi và vẫn phải quay lại một thực tế đó là để có thêm cái bùng binh này Hà Nội phải giải phóng tiếp mặt bằng tại ngã tư sở À, sẽ tiếp tục tốn thêm tiền để thi công các nút à, Tuy nhiên thì chắc chắn là tầng 4 Hà Nội sẽ phải làm sớm Và rất hy vọng thì thành phố sẽ dành thêm nguồn lực để làm luôn tầng 3 theo giải pháp này Đồng thời với tầng 4 thì sẽ kinh tế hơn à, Được vậy thì đây sẽ là nút giao 4 tầng nổi đầu tiên Rất thiết thực và hữu ích Nếu có thêm giải pháp hay thì mọi người cùng xây dựng ý tưởng Để chúng ta có thể đưa ra được nút giao hoàn chỉnh hơn Thành phố sẽ được đẹp đẽ hơn để cái tên ngã tư khổ chỉ còn là giai thoại để biến uh, nút giao này thành ngã tư thư giãn uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau